Rồi xem rõ mặt này. Đẹp chưa ạ? 10 hôm nữa là em xuất ra hai đàn này nhá. Đàn đỏ đen, gầm đen, lồng bốn chân đen thôi. Mấy hôm nữa là màu đỏ đậm luôn nhá. Màu này vẫn nhạt nhá. Được cái đầy đủ hết luôn. Mọi người nhìn này, toàn mõm hộp này. Đấy, tai kê chưa? Trời ơi, úi trời ơi. Cho phơi nắng một lúc. Đứa lên tai rồi thì đứa sẽ lên tai nhá. Có đứa tai kê chúc vào nhau luôn. Đấy mọi người nhìn thấy không? Kìa. Tai bên kia kìa. Úi trời ơi, đây thì này, cái đứa phản chủ này. Này cắn chết giờ luôn đấy. Đấy, là căng lên, mọi người nhìn này, gầm đẹp chưa? Cái cỏ gầm. Xin lỗi rồi mà, đừng có cắn nữa đi. Đấy, cắn rách mất rồi đấy. Còn nguyên cái sợi chỉ ở trong mồm. Con bẩn lên mặt đây không? Đấy. Nào, mọi người nhìn này. Đấy. Siêu nghịch luôn. Kia con phản chủ ra chạy rồi. Úi giời, úi giời. Con này. Úi giời. Kinh chưa? Đây. Úi giời ơi. Nào 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 nào. Úi cắn nhau luôn. Chuẩn bị cho uống nước rồi. Thần kinh hôm nay sung quá. Nào, nào. Cái con phản chủ này. Cái con phản chủ này suốt ngày cắn thôi. Đấy, 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 đấy. Mới nói xong. Ôi trời ơi, xin người đấy. Cứ cắn hết quần rồi. Rất là nhiều được cá nha mọi người nhá. Cho mọi người chọn luôn. Đây, xin, không cắn nữa. Trời ơi. Không biết là nó đớp mẹ em bao nhiêu phát rồi. Đồng chí đực đây này. Này, chỉ có cắn mà. Để công tha đi rồi. Xong. Dạ, xin chào mọi người.